Rồi, chào năm mới nha. Chúc mọi người năm mới thật là nhiều may mắn và sức khỏe nha. Đây, thì hôm nay mình giới thiệu với anh chị. Đây là cái máy tính mà đã đi theo mình mấy năm rồi. Này là hồi xưa mình còn mua là máy cũ nha. Đó, này là đời năm 2015, máy MacBook Air 2015. Máy ấy giờ. Đây, mình quay lại cho anh chị em. Thì cái này vẫn dài rất là ngon nha anh chị em. Nhưng mà hiện tại thì mình mới mua con MacBook Air 2021. Đây, thèm đến ten. Cái này thì hôm qua mình đã đập hộp rồi. Ây thì hôm nay mình sẽ đổi chuyển hết thông tin giữa con máy cũ qua con máy mới này. Đấy. Phụ kiện, sách hướng dẫn, sạc rồi còn trong hộp hết. Đây là con MacBook Air 2021, xin lỗi 2020. Đấy. Thì mình mới nâng cấp lên cái con máy 2020 này á, nên là mình muốn để lại cho anh chị em nào cần cái con này thì đời 2015. Đây. Con này là có cảm biến vân tay nha. Đó, mở mật khẩu bằng vân tay. Đây. Khóa màn hình nè, nó khóa rồi á, giờ mình mở vân tay này, nhanh chưa, nhanh vô cùng luôn, sướng thật. Con này có một cái mình không thích, đó là cái logo đằng sau nó không có sáng. Còn con này thì logo đằng sau là nó sáng này, tối hay là nói chung mình bật lên là nó sáng đèn, còn con này nó không sáng. Đó, mình chỉ không thích như vậy thôi. Hai con này thì cái độ nặng của nó, cái con 2010 con 2015 này thì nó nặng hai một lạ một ký hai mấy một ký hai gì đó, còn con này là 1,3 kg, gần 1,3 kg, nặng hơn mấy chục gram á, mặc dù nó to hơn. Cái độ mỏng thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, nhưng mà không biết sao mà nó chỉ nặng hơn có mấy gram, mà mấy chục gram, mà công nghệ mới hay sao á. Đấy, thì con này anh chị nào mình vẫn xài rất là bình thường nha. Mình thì mình xài chủ yếu là những cái tác vụ bình thường thôi, xem phim rồi web rồi Zalo, Facebook rồi Word, Excel rồi này kia thôi, chứ cũng không có làm gì nặng, mình cũng không có chơi game luôn. Từ lúc mua đến giờ mình chưa bao giờ vô mua chơi game một lần nào, tại vì mình không có thích chơi game. Máy còn xài rất là ngon nha. Sách bác rồi còn rất là ok đó, vuốt là vuốt đấy, chuyển qua chuyển lại rất là ok luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển hết thông tin giữa con máy cũ qua máy mới, nên là anh chị em nào cần, bạn nào mà cần cái máy cũ này á thì liên hệ mình để cho nha. Giá thì khoảng ở trên trên mạng á. À đây, nó chỉ có cái chỗ này là con của mình, nó hồi lúc nó mới biết đi nó cầm này, nó táng vô tường này hai vết, còn lại đó còn lại khá là ok hết, không có vấn đề gì hết. Này mình rất là kỹ nha, mình dán này này mấy cái này vết dơ đây nha, mình dán hết nên là nó không có bị chảy xước gì hết nha anh chị em. Đấy, bạn nào mà thích thì cứ inbox mình để lại cho. Giá trên thị trường con máy cũ này á, máy MacBook Air 2015 này, máy cũ á, là khoảng 13 triệu. Nhưng mình để anh chị em là máy mình còn bảo hành luôn cho anh chị luôn nha.
mình bảo hành luôn. Nếu có vấn đề gì trong thời gian sử dụng nó mà có vấn đề gì, mình bảo hành 2 tháng. Đó, nếu có vấn đề gì mình cho phép anh chị trả lại. Đấy. Trên thị trường là bán 13 triệu nhưng mình không, mình để anh em 11 triệu. Mấy này là mình tập gõ cho nó. Trước đây mình dùng một ngón không à, cao thủ một ngón vậy nè. Bây giờ mình tập làm sao gõ 10 ngón luôn á. Nên là mình đánh dấu mấy cái này. Bên hàng trắng này là chỉ có mấy cái ngón này thôi. Tương tự qua này, qua này, qua này. Đó, và vì sao? Tương tự bên đây là ngón trái, chỏ trái. Đó, rồi tương tự như vậy. Nên là mình dán mấy này để này mình tập gõ. Giờ thì ok rồi, tạm tạm rồi. Lột ra. Rồi ok nha, bạn nào mà lấy thì cái này là 11 triệu nhưng anh chị em nào mà thích á, mình để cho, mình bớt cho chút đỉnh lì xì năm mới. Rồi thôi bây giờ mình chuyển đổi thông tin qua đây nha.